Hội Nhà báo Cao Bằng là một trong cái hội mà cũng sớm được thành lập khoảng năm 1992, thì lúc đó là bắt đầu nhu cầu để có một tổ chức để tập hợp đoàn kết những người làm báo dưới cùng mái nhà. Trong suốt mấy năm là cái thời Nhà báo trước rồi cũng như là trong cuộc đời đến giờ ấy, thì báo chúng ta bằng đóng góp rất lớn. Với khẩu hiệu là thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, Cao Bằng thực hiện rất tốt cái này. Tự hào là một tỉnh miền núi biên giới, là cội nguồn cách mạng. Cao Bằng là quê hương thứ hai của bác. Có những buổi tuần tra như ở khu vực biên giới, những nơi khó khăn nhất, ví dụ như lũng Mần, lũng Mật ở khu vực Bảo Lạc, đều có những bước chân người chiến sĩ và những người phóng viên cùng nhau vượt đèo vượt dốc để ra biên giới. Có thể khẳng định là hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã có bước phát triển vượt bậc, có phần vào việc tập hợp lực lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí tại tỉnh nhà, thúc đẩy cái sự nghiệp báo chí của địa phương phát triển. Trước yêu cầu to lớn của sự nghiệp cách mạng là phải có một tổ chức tập hợp, đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho những người làm báo tại địa phương. Ngày 19 tháng 10 năm 1992, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng chính thức được thành lập. Cái buổi đầu ấy thì anh em làm công tác hội thì cũng có lẽ cũng chập chững ban đầu, nên mường tượng về Hội Nhà báo làm gì thì cũng còn khó nhận ra. Nhưng mà dần dần qua thực tế thì anh em cũng cảm thấy sáng dần cái nhiệm vụ của Hội Nhà báo làm cái gì. Tuy nhiên trong quá trình làm thì cũng có cái được và cái chưa được, cũng chưa đáp ứng được hết mọi yêu cầu của hội viên. Trải qua 6 kỳ đại hội, trong suốt 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hội Nhà báo Cao Bằng luôn khắc sâu lời căn dặn của Bác Hồ. Nhiệm vụ của hội là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ. Kế thừa truyền thống của quê hương cách mạng và thành quả sau hơn 35 năm đổi mới, với tinh thần tự lực, tự cường, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức. Từ một tỉnh kinh tế chậm phát triển, Cao Bằng đã vươn lên với bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội. Báo chí trên địa bàn với sự lớn mạnh không ngừng đã quảng bá, xây dựng hình ảnh Cao Bằng với những tiềm năng lợi thế khác biệt. Một địa phương giàu bản sắc văn hóa, năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao độ, tạo ra những hiệu quả đột phá trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để thực hiện tốt cái vai trò và chức năng nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, thì tôi đề nghị là các cấp ủy chính quyền phải hết sức quan tâm tạo mọi điều kiện để cho Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên hoạt động, làm tốt công tác thông tin để đội ngũ báo chí được tiếp cận đầy đủ kịp thời nhất, từ đó đưa ra những cái thông tin chính xác và đúng định hướng theo chỉ đạo của các ủy chính quyền địa phương để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Còn đối với Hội Nhà báo thì tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cả về số lượng và chất lượng. Trong đó đặc biệt quan tâm đến cái việc xây dựng các cơ quan báo chí một cách chuyên nghiệp, hiện đại, và quan tâm đến cái việc bồi dưỡng, nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là đạo đức nghề nghiệp người làm báo, để cơ quan hội thực sự trở thành người đại diện trong quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên. Không ngừng trưởng thành và phát triển, đội ngũ những người làm báo Cao Bằng đã, đang và sẽ đóng góp tích cực, đồng hành cùng các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, nỗ lực duy trì, tiếp tục giữ vững đà phát triển kinh tế xã hội, làm tốt vai trò là kênh thông tin, phản biện xã hội tích cực, góp phần cùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, lan tỏa thương hiệu, hình ảnh một Cao Bằng năng động, sáng tạo. Qua chặng đường 30 năm, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng ngày càng lớn mạnh
với đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao. Từ gần 30 hội viên với 2 chi hội, đến nay Hội Nhà báo Cao Bằng đã có 94 hội viên với 4 chi hội. Chi hội Nhà báo Cao Bằng, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, Chi hội Đài các huyện, thành phố, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội và Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi. Số hội viên là đảng viên chiếm hơn 65%. Số hội viên có trình độ cao đẳng đại học đạt 95%, cao học 2 đồng chí. Số hội viên có trình độ lý luận cử nhân cao cấp chính trị chiếm trên 20%. Hội đã đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiện toàn tổ chức hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên và công tác quản lý hội viên. Chủ động tham gia ý kiến, kiến nghị với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách, hỗ trợ tạo điều kiện cho phát triển báo chí và hoạt động của hội. Trong mái nhà chung của tổ chức hội, các cơ quan báo chí Cao Bằng đã có bước chuyển mình nhanh chóng, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin tuyên truyền. Trong giai đoạn mà báo chí đang đứng trước cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với thách thức trong thời đại công nghệ số và sức ép cạnh tranh từ truyền thông xã hội. Sự lớn mạnh đó đã cho thấy đội ngũ những người làm báo và Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, năng động, sáng tạo và hội nhập trong dòng chảy của báo chí hiện đại. Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng công tác chăm lo, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Theo đó, các cấp hội đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho hội viên, đa dạng hóa những hoạt động kết nối, tạo diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các hội viên thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng cao, tham gia giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các bộ ban ngành trung ương và các cuộc thi báo chí của tỉnh, tổ chức lớp, câu lạc bộ đi thực tế, sáng tác, tìm hiểu tại cơ sở, giúp các hội viên phản ánh một cách trung thực, hấp dẫn, thực tiễn sinh động của Cao Bằng qua các tác phẩm báo chí. Những cái hoạt động mình có thiết thực góp phần vào nâng cao chất lượng hoạt động báo chí. Để làm cái việc này thì lãnh đạo cơ quan báo chí phải đồng lòng, cấp chi hội thì phải tổ chức sinh hoạt hội nhà báo, tập trung vào việc đánh giá tác phẩm. Ví dụ một tuần, tốt nhất một tuần, nếu mà không hàng tháng thì ta tổ chức một lần đánh giá những tin bài hay, những chương trình hay, để qua đó rút kinh nghiệm. Thì làm như thế này thì góp phần cho anh em nó có nhiệm vụ ngay và có thể thay phiên nhau, phân công nhau để làm. Đấy, nhưng mà để làm việc này thì lãnh đạo quan báo chí phải đồng lòng. Nghiêm túc thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu, giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin và diễn đàn tin cậy của nhân dân. Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động trong việc tham mưu, phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tạo sự đồng thuận xã hội. Vì mục tiêu ổn định chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy ý thức, quyết tâm, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển phồn vinh. Trong thời gian tới, Hội Nhà báo Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, luật báo chí năm 2016, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội tới các chi hội, câu lạc bộ và toàn thể hội viên, tiến hành sơ kết cái chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 7 tháng 12 năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng, triển khai thực hiện tốt cái giải báo chí Cao Bằng năm 2023 và những năm tiếp theo. Đồng thời thì sẽ đổi mới cái phương thức hoạt động của các cấp hội và quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên. Có thể nói, sau 30 năm thành lập, thông qua tổ chức Hội Nhà báo, đời sống báo chí ở Cao Bằng đang rộng mở, tạo được dấu ấn trong công chúng. Xác định khán giả, bạn đọc công chúng ở đâu, báo chí ở đó. 30 năm qua, bằng ý chí và nỗ lực to lớn, đội ngũ những người làm báo và tổ chức Hội Nhà báo tỉnh đã củng cố được uy tín
và đưa các tác phẩm báo chí trở thành mối quan tâm thường xuyên của người dân. Mỗi giai đoạn đi qua đều có những thách thức khác nhau, nhưng rồi vượt lên trên những khó khăn thách thức đó, những thư ký của thời đại vẫn đang viết tiếp những trang sử trong hành trình phát triển của tổ chức hội. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng hôm nay kế thừa những giá trị quý báu của bản lĩnh cách mạng, phát huy những thành quả đã đạt được, làm nền tảng để những người làm báo trên địa bàn tỉnh bước vào giai đoạn công nghệ hóa toàn cầu, tiếp tục giữ vững niềm tin, cùng nhau chia sẻ, sáng tạo và khẳng định sức mạnh của báo chí trong thời đại mới. Đội ngũ những người làm báo Cao Bằng không ngừng rèn luyện, học tập, nỗ lực cao nhất để đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Phát huy tích cực vai trò là chiến sĩ văn hóa tư tưởng, dám lên án, phê phán cái sai, cái tiêu cực, phát hiện, bảo vệ cái đúng và lan tỏa những điều tốt đẹp, hoàn thành tốt mục tiêu đoàn kết, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của đội ngũ những người làm báo, đáp ứng yêu cầu phát triển, xứng đáng với niềm tự hào là tổ chức hội của những người làm báo, nơi cội nguồn cách mạng.